Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Emerging ATM. Ở đây là nơi chia sẻ kinh nghiệm chơi Emerging Crypto, Forex và Stock US. Mình là Huy và trong video ngày hôm nay ngày 1 tháng 5 thì chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật về tình hình giá của Bitcoin với chủ đề là Bitcoin nó khuấy đảo thị trường trước thềm sự kiện sắp tới là Halving. Và trước khi đi vào video thì Emerging ATM tụi mình có một group Telegram nơi trao đổi chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm với nhau. Anh chị và các bạn nào quan tâm thì scan cái mã QR code trên màn hình hoặc bấm vào đường link mình để trong phần mô tả để tham gia vào group nhé. Trong group thì mình với các admin khác ra thì còn có rất là nhiều anh em giỏi khác nữa, nên đây là cơ hội rất là tốt để cho anh em giao lưu học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Và quay lại video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cập nhật về tình hình giá của Bitcoin ở không chart daily. Đây là cái biểu đồ không daily. Như anh chị có thể thấy trên màn hình thì cái biểu đồ không daily thì Bitcoin nó vừa break được cái vùng kháng cự, đó là cái vùng 7.600 đến vùng 8.200. Thì ngay tại cái vùng này sau khi nó break qua được và nó bùng lên tới tận là giá cao nhất của nó là 9.460, là khoảng 9.500, 9.460 thì nó đã chịu một cái áp lực bán phía trên rất là mạnh. Nó đẩy giá của Bitcoin xuống, đóng nén ở phía dưới mức giá, đó là đóng mức giá ngày hôm qua, đó là 8.620. Và hiện tại thì nó đang hình thành một cái thanh nén, đó là thanh nén binh ba giảm giá này, với cái thân nén với cái râu nén phía trên dài hơn rất là nhiều so với cái thân nén của nó. Thân nén của nó chỉ là một cái khoảng nhỏ này thôi, và cái râu nén phía trên rất là nhiều. Và hiện tại thì nó đang tiếp cận lại cái vùng, đó là cái vùng kháng cự phía trên này, được coi là cái vùng vùng đáy đáy trước, vùng đỉnh 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 cũ của Bitcoin ở cái khung daily. Vùng vùng này là vùng đỉnh đỉnh cũ cũng như là cái vùng đáy trước, nó đi qua cái đáy trước của cái khung daily này. Và sau khi nó lên đến tới đây này là vùng 8.900 cho đến vùng 9.200, 9.300 thì nó bị một một lực bán, một phe bán họ chốt lời khi mà họ mua ở mức mức giá thấp hơn, họ đã chốt lời ở phía trên này rồi, cho nên là khiến cho cái mức giá bán ra của cái đồng Bitcoin nó khiến cho cái giá Bitcoin nó giảm xuống. Đóng nén hôm qua nó đóng nén là một thanh nén binh ba giảm giá, và hiện tại thì có thể sau khi cái thanh binh ba này thì nó sẽ đâm xuống cái vùng mà hỗ trợ hiện tại là cái vùng vừa vừa bị breakout, đó là cái vùng mà 7.600 đến vùng 8.200 này. Và hiện tại chúng ta sẽ chờ mua ngay cái tại cái vùng này không, chờ mua khi cái giá nó đâm xuống và nó hình thành setup reaction tăng giá, chúng ta có thể long lên được. Còn cái khung H4 thì chúng ta khóa setup đẹp hơn là đây, khung 2 giờ H4 thì chúng ta có thấy là nó đang ở trong một cái trend tăng này. Cái đường xu hướng của nó đang đi qua là cái đỉnh đáy cao hơn đáy sau cao đáy trước và đỉnh sau cao đỉnh trước. Và sau khi nó break được cái vùng kháng cự này và nó cũng break được cái vùng cái đường trendline phía trên, cái cạnh cạnh trên hiện tại thì nó đang hình nó chạm về đúng cái đường trendline này, nó chạm về cái cây thanh 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 đánh binh ba này, nó chạm về đúng cái đường trendline, nó test lại cái vùng trendline này, và có thể nó hiện tại có thể thì nó sẽ nó bùng lên tiếp sau khi nó hình thành setup, đó là setup fakie tăng giá này với cái nến MD3 và bọc cái nến ISA3 phía trong, và cái nến pin 3 tiếp theo là cái nến đuôi rất là dài, cái đuôi dưới rất là dài, và cái đống nến là một thanh nến tăng và có thể lực mua. Và thanh nến fakie tăng giá này rất là đẹp, bởi vì sau khi cái ISA3 này nó đóng nến là phía dưới này, nó đóng nến là 8.776, nhưng mà cái nến binh ba tăng giá này nó có thể hiện một lực mua rất là mạnh. Nó mua lên từ cái mức giá là thấp nhất là 8.400, nó mua lên tới đóng nến là 8.800, nó đóng nến cao hơn cái mức giá đóng cửa của cây nến ISA3 phía trong, cho nên là lực mua hiện tại nó đang rất là mạnh. Và hiện tại thì cái kèo này nó có thể vào lại ngay tại 50% cái thanh binh ba này, đây 50% của thanh binh ba này, và stop loss ngay tại cách đáy của thanh binh ba này một chút, coi là cái setup này setup fakie tăng giá
cũng như là cái thanh đấy, cái cộng cái setup bình ba tăng giá, cho nên hiện tại thì có thể vào lệnh ngay tại cái vùng là 8.6 và stop loss ngay tại vùng 8.3 thôi. Và những check profit của chúng ta hiện tại tại cái vùng mà kháng cự phía trên là cái vùng nằm trong khoảng là 9.000 cho đến 9.3, và có thể đây là cái kèo là 1,5 R là nhuận. Và cái hiện tại và video trước thì mà chúng ta chờ nó về cái vùng mà hỗ trợ là vùng 7.6 cho đến vùng 8.2, nhưng mà cái vùng này thì nó vẫn chưa về, và hiện tại thì nó đã test lại đường cái đường trend line này, cái đường mình đã vẽ ra đây, và hiện tại nó hình thành setup binh ba tăng giá cũng như là cái setup tay kỳ tăng giá. Mình thấy thì setup này khá là đẹp, bởi vì cái lực mua đang 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 mạnh và nó đóng cửa là cao hơn cái nến IC3 phía trước, cho nên là cái thanh nến này được mình thấy rất là đánh giá rất là cao, cho nên anh em có thể vào lại 50% các khối lượng giao dịch bình thường của anh em ở cái 50% cái thanh nến biên ba tăng giá này hơn, và stop loss cách đỉnh cách cách đáy của cái thanh nến biên ba này một chút, đặt cái stop loss cách đáy một chút để tránh cái tình trạng đó là bị quét stop loss rồi nó bay lên tiếp tục, thì tình trạng đó rất là cay ha. Ok, tiếp theo là cái đồng Bitcoin Cash. Bitcoin Cash thì nó vẫn đang được giao dịch ở cái ngưỡng kháng cự như mình đã vẽ ra đây, là cái vùng mà giao dịch ở cái đỉnh cũ, cái vùng đỉnh cũ của Bitcoin Cash ở 0 giờ H4, và nó cũng đang hình thành cái setup đó là setup tay kỳ tăng giá ngay tại cái vùng đỉnh cũ này, ngay tại cái vùng kháng cự mà nó chưa break out được cái vùng kháng cự này, và hiện tại thì chúng ta sẽ không long cái đồng Bitcoin Cash này, vì nó đang ở trong cái vùng kháng cự của chúng ta, không long tại kháng cự nha các anh chị, cũng như là không chúng ta không short ngay tại cái vùng đáy, chúng ta không long ngay tại kháng cự cũng như là chúng ta sẽ không short ngay tại cái vùng hỗ trợ, và khả năng chúng ta long tại đỉnh và chúng ta short tại đáy rất là cao, và hiện tại thì chúng ta sẽ chờ tiếp tục chờ nó break break để cái vùng break cái vùng kháng cự phía trên này, và retest lại, retest cũng như là pullback lại, và chúng ta sẽ bơm long khi mà nó xuất hiện setup hơn. Cái đồng Bitcoin Cash này thì chúng ta không có kịch bản nhiều, bởi vì nó chưa được bơm mạnh như cái đồng Bitcoin, và hiện tại thì nó vẫn nằm trong cái vùng kháng cự phía trước, cái vùng kháng cự phía trên này và cái vùng đỉnh cũ, nó chưa có khả năng bơm mạnh như đồng Bitcoin và break được cái vùng này, cho nên hiện tại thì chúng ta sẽ không có kèo cho các anh em swing trading. Tiếp theo là cái đồng Ethereum. Đây Ethereum thì nó đi giống như cái kịch bản trong sách giáo khoa chúng ta đã học nè, là sau khi nó break được cái vùng kháng cự này, nó tiến hành nó về tiến hành là nó break cái vùng kháng cự, và hiện tại thì nó tiến hành nó về nó test lại cái vùng hỗ trợ này, đây là cái vùng hỗ trợ sau khi cái vùng kháng cự nó bị phá vỡ, cho nên chúng ta xem nó là cái vùng vùng hỗ trợ, và chúng ta sẽ long ngay ngay tại đây nè, và chúng ta sẽ tìm setup hơn. Đây hiện tại thì chúng ta có setup ngay tại đây, đây cái đường này, cái đường gì đây, chúng ta có setup ngay tại cái khung H4 này, sau khi nó về nó test lại nó cũng hình thành setup đó là setup tay kỳ tăng giá cũng như là setup binh ba tăng giá này, chúng ta có thể long ngay tại cái 50% thanh binh ba này, và hiện tại thì chúng ta long ngay tại đây ha, giống như cái đồng Bitcoin chúng ta long ngay tại 50% của thanh binh ba này, và stop loss ngay tại cách đáy của cái thanh binh ba này một chút tầm đây, và chúng ta long ngay tại 205,5 và stop loss ngay tại 199,6. Và cái kèo này thì khi mà chúng ta long ngay tại đây thì cái tỷ lệ risk reward của chúng ta sẽ rất là thuận lợi, và chúng ta cái kèo này chúng ta nếu mà khớp thì chúng ta sẽ đạt được cái lợi nhuận đó là 2 đến 3 R lợi nhuận, và khi kịch bản nó đang diễn ra như thế này thì chúng ta sẽ long theo cái setup và hướng đến cái mục tiêu, đó là cái mục tiêu ở cái vùng ba cái đáy trước của Bitcoin này,
À, ba cái đấy trước của đồng Ethereum là cái, xin lỗi, 216 đến 2 vùng 221,9. Đó là cái kịch bản cho tiếp theo của cái đồng Ethereum. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ đến cái đồng Litecoin. Litecoin thì nó cũng giống kịch bản giống như là cái đồng Bitcoin Cash. Sau khi nó tiếp cận lại cái vùng kháng cự cũng như là cái vùng đỉnh cũ thì nó vẫn chưa break được cái vùng này. Và chúng ta chưa chưa thể thấy được cái nó break với cái khối lượng volume lớn, cho nên chúng ta chưa có kèo cho cái đồng Litecoin, bởi vì chúng ta sẽ không long ngay tại đỉnh, không mua vào ngay tại đỉnh. Ok, và cái kèo long thì cái setup inside 3 tiếp diễn xu hướng này, chúng ta đã chốt chốt lời được là 2,5 giờ lợi nhuận rồi, cho nên chúng ta sẽ hủy cái kèo này đi ha, xóa cái, mình sẽ xóa cái đường này đi. Ok, cái đồng Ethereum này thì anh chị có thể vào ngay tại 50% cái thanh biên ba này ha, và stop loss ngay cách đáy của cái thanh biên ba một chút, để tránh tình trạng đó là quá stop loss, bị quá stop loss. Nhớ là chỉ vào 50% khối lượng lệnh giao dịch thôi, bởi vì cái kèo này chúng ta cũng đang FOMO theo cái thị trường. Ok, có thể 50% hoặc là cân nhắc, nếu anh chị yêu thích rủi ro thì có thể vào vào lệnh nó là 100% để đạt được cái mức lợi nhuận tốt nhất cho cái lệnh này. Video nhận định thị trường của mình ngày hôm nay, ngày 1 tháng 5 đến đây là kết thúc. Trước khi kết thúc video thì với các anh em chưa tham gia group Margin ATM thì có thể tham gia bằng cách scan cái mã QR code trên màn hình, hoặc tìm kiếm trực tiếp trên Telegram bằng cách search icon cộng gạch ngang ATM để tham gia nhé. Nếu anh em đã có tài khoản thì thoải mái tham gia group để nhận signal free. Anh em có thể ủng hộ team tụi mình bằng cách đăng ký sàn SnapX, Bing Bong hoặc lấy MetaTrader theo link giới thiệu của team mình. Mình sẽ để link đăng ký ở dưới phần mô tả, và team mình sẽ lấy đó làm động lực để mời thêm nhiều các pro trader về team phục vụ cho mục tiêu chung của anh em là đạt được lợi nhuận. Xin cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi video của mình.